Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Giờ hôm nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2023. Em có đem về 6 con mai vàng rất là đẹp, rất là duyên dáng của chú anh chị. Muốn giao lưu cùng với chú anh chị nha. À, chào cô chú anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Dạ, hy vọng clip này, 6 cây này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ cho mau lẹ nha. Địa chỉ tàu lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, em có để số điện thoại bên góc phải màn hình nha chú anh chị. Rồi không để mất thời gian của quý của chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng co lắc, hàng quái, siêu quái luôn, cốt cành đóng và tứ diện luôn, cốt cành to lực của chú anh chị, cây không thèo dứt nha. Cây này đáng cho chú anh chị sưu tầm nha. Cây này có một cái co rất là ác của chú anh chị, hàng đáng sưu tầm nha. Rồi em xây một vòng nha, quá 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 đã luôn, cái cò dữ lắm, cái cò đẹp của chú anh chị, để bao khê bao đẹp của chú anh chị luôn nha. Bên vườn em thì chuyên sưu tầm những cây phôi mai quái độc lạ. Kính mong quý cô chú và anh chị em xem và ủng hộ giùm em nha. Cây này đáng sưu tầm của chú anh chị, cây ngoài rất là có duyên luôn, đế bao đẹp bao phê luôn. Cái này ở ngoài cũng đế đẹp lắm của chú anh chị. Rồi em cho anh xin một số em ơi, ăn tiện cái cò này của chú anh chị, cò khó kiếm nha. Chiều cao là 60, chiều cao 60, đường kính bầu là 65, đường kính bầu 65. Hoành thân là 41, hoành 41, tính 40 đi cho nó tròn cái cũ anh. Cái cũ là 64, cái cũ 64. Em đo dạo hạo dài cốt cành đại diện đi. Cúc chi là 16 này, cúc chi này nè, cúc chi này 14 to là cúc chú anh chị. Cái ngọn em ơi, cái ngọn còn 15, cái ngọn còn 15. Em ôm cái co cho chú anh chị, cái co nè, cái co ngoài dữ lắm của chú anh chị, ôm là không có giáp luôn nha, dữ lắm đẹp luôn, để bao phê cho chú anh chị nha. Ăn tiện chuyện co chú anh chị. Và cây này chủ vườn nói bông đẹp với chú anh chị, bông 5-7-9 nha, bông zin nha chú anh chị. Chơi zin thì để nguyên gì chơi zin luôn nha, còn không thích thì mình cứ ghép thì tùy theo sở thích của mình nha. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Hổm gà em không có lên cây là do em đi săn của chú anh chị, đi sưu tầm nha, đi sưu tầm những cây mày quái mày độc nè, về giao lưu với của chú anh chị nha. Đây rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mãn phép giao lưu với chú anh chị giá 17 triệu nha. Em bao ship của chú anh chị 200 km ạ. Đây rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 2, em xin mời ạ. Dạ rồi, bước vào cây mã số 2. Vậy cái mã số 2 cũng là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị, cái cò lắc rất đẹp cho chú anh chị, cấu cành là đóng tứ diện luôn nha, cấu cành giót ngọn của chú anh chị, ở cấu cành to lực của chú anh chị. Có hồi em đo hạo cho cô chú anh chị xem nha. Cây có một cú đế dữ lắm của chú anh chị, em chưa khai thác hết nha, đế nằm đây là đặt kẹo luôn. Rồi em xem một vòng đi mình, cú đế ngoài hết sức cú đế rồi. Đây cú đế rất đẹp của chú anh chị, cò lắc nha, hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Tiền cái con của chú anh chị, con cái con gì khó kiếm của chú anh chị, mà cấu cạnh đóng đẹp luôn. Cái này cũng bông 5-7-9 của chú anh chị, bông zin nha, ghép thì về của chú anh chị ghép theo sở thích của mình nha, không mấy thì chơi zin nha. Rồi, em cho xin thông số em ơi,
Chiều cao là 58. Chiều cao 58. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Cái cũ là 52. Cái cũ đặt 52 của chú anh chị. Rồi, em đo hoành eo cho chú anh chị nha. Cũ ngoài dữ lắm của chú anh chị. Hoành thân là 32. Hoành 32. Em đo hạo giữa cốt cạnh em. Cốt chi này 17. Cốt chi 17. Đó, đều nha của chú anh chị. Cốt chi này 14. 14, cái ngọn lên mây. Cái ngọn còn 15. Cái ngọn 15. Rồi em xem một vòng nha. Hả, xinh quá, quá đẹp của chú anh chị ơi. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Quá chèn cái coi. Rồi mai. Vậy coi, cây mai vàng mã số 2. Em xin mạng phép giao lưu với cô chú anh chị giá 13 triệu nha. Em bao ship cô chú anh chị 200 km à. Vậy coi xin mời quý anh chú chị bước vào cây mã số 3. Anh xin mời ạ. Vậy rồi bước vào cây mã số 3. Vậy cái mã số 3 là cây mai vàng dáng kỳ lân của chú anh chị. Dáng thú kỳ lân nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây này đã bỏ giò là 2 giò luôn nha. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Dáng y gan con kỳ lân của chú anh chị. Rồi em xem một vòng nha. Đây có 2 giò rõ nét của chú anh chị. Giò này hồi xưa ta ghép hồi nhỏ rồi chú anh chị. Nó của chú anh chị về nuôi là cái giò nó càng ngày càng lớn nha. Đó. Đây, củ đế quá đẹp của chú anh chị. Hàng này cũng đáng sưu tầm nha của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Cốt cành nó có sẵn luôn của chú anh chị. Chi 1, chi 2, chi phong có sẵn luôn nha. Về của chú anh chị rất là mau chơi ạ. Rồi em cho xin một số mà. Chiều cao là 42. Chiều cao 42. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Cái cũ là 46. Cái cũ 46. Hoành thân là 35. Hoành 35. Cái mình nằm dài như em. Mình thú nằm dài là 38. 38. Rồi có cạnh nữa. Cúc chi số 1 là 13. Cúc chi số 1 13. Cái thứ 2 là 11. 11. Cái ngọn là 19. Cái ngọn 19. Cây này cô chú anh chị chơi được hai mặt nha. Mà mặt này tiền của chú anh chị. Đó, mặt này cũng chơi rất là đẹp nè. Đó, nói chung là cây này chơi được hai mặt của chú anh chị. Mặt nào cũng đẹp hết trơn cô chú anh chị. Những cái dáng gì là hồi xưa là chủ vườn sửa từ nhỏ của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Cái này về của chú anh chị vào chậu chuyên nhật là hết bài hết ý luôn. Rồi em ôm cái cây cây cho chú anh chị hình dung em dữ lắm đẹp của chú anh chị. Vậy rồi cây mai vàng dáng thú kỳ lân mã số 3 em xin mạn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 8 triệu của chú anh chị. Em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. Em xin mời ạ. Dạ rồi bước vào cây mã số 4. Và cây mã số 4 cũng là cây mai vàng dáng thú của chú anh chị. Thú gõ nét nha. Có hai chân trước cho chú anh chị. Đầy đủ luôn nha. Cốt cành là giót ngọn luôn. Cốt cành là đóng đẹp của chú anh chị. Cây này cũng cắt lùng được nha. Mà em thấy cốt cành trên đóng quá đẹp nè. Em để thủ vô cho chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị không thích thì mình bấm ở đây cô chú anh chị. Nè, bấm ở đây chơi lùng lực luôn nha. Rồi em xem một vòng nha. Thú được gõ nét của chú anh chị. Cây này cũng chơi được hai mặt luôn nha chú anh chị. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị ơi. Cốt cành nữa. Cây sạch sẽ không thẹo dít luôn. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay lên mấy cái thú đẹp đẹp của chú anh chị. Rồi em cho xin thú em ơi.
Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu là 58. Đường kính bầu 58. Cái cũ là 50. Cái cũ 50. Hoành thăng là 34. Hoành 34. Ừ, đồ hảo giờ cốc cạnh nha. Cốc chi này 11. 11, cốc chi đây nè. Cốc chi bên đây cũng 11. 11 luôn, đều 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 nha cô chú anh chị. Cây này cắt bonsai là đẹp lắm luôn. Mẹ mua bán để thủ về cho chú anh chị nha. Nhiều chú anh chị thích cái tông cao á. Đó. Thì chơi để y gì luôn nha. Em cắt là chuẩn cây rồi. Đó, về chú anh chị không thích thì mình chơi bonsai rút nhẹ bonsai vừa nãy em có chỉ của chú anh chị đó ha. Cái đó nói chung là tùy sở thích của mỗi cô chú anh chị nha. Rất đẹp luôn. Thì rồi, cây mai vàng dán thú mã số 4. Em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 8.500.000. Em bao ship của chú anh chị 200 km luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5. Dạ xin mời quý chú anh chị ạ. Giờ rồi bước vào cây mã số 5. Thì cái mã số 5 là cây mai vàng dán thú. Dán thú kỳ lân của chú anh chị. Nhìn y chang của chú anh chị. Cây này hàng độc nha. Độc có nghĩa là có một cây súng của chú anh chị. Đó, dễ thương nha. Đó. Cây này cây thú đực của chú anh chị. Dán kỳ lân nha. Nó có cái đuôi luôn của chú anh chị. Đó. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây này cũng có hai chân rõ nét luôn nha. Thì vàng dán kỳ lân của chú anh chị. Rồi em xe đi em. Cây dán thế rất đẹp của chú anh chị. Cái này chung là hồi xưa ta cũng ghép của chú anh chị. Mà cái giò này nó phát triển hơn nha. Còn của chú anh chị về mình nuôi thêm cái giò này bự nữa là cây rất là có giá trị của chú anh chị. Nó có cây súng của chú anh chị. À, cái đùi rất dễ thương luôn. Y gan dáng thế kỳ lân luôn. Cái này của chú anh chị đem về chơi phong thủy rất là tốt nha. Rồi em cho anh xin luôn số em ơi. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Cái này của chú anh chị về mình vô chậu chữ nhật nha. Rất là đẹp luôn. Ờ, cái cũ đi. Cũ là 45. Đội cũ là 45 của chú anh chị. Quỳnh eo là 32. Eo 32. Thú nằm dài là 39. Thú nằm dài 39, số đẹp luôn. Cốt cành này là 13. Cốt cành số 1 13. Cái ngọn còn 16. Cái ngọn 16. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cái này chơi được hai mặt của chú anh chị. Mà xác định mặt kia là mặt tiền nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị lấy cái này về chơi phong thủy rất là tốt nha. Có cây này là dáng thế là quá chuẩn luôn. Quá chuẩn cầu kỳ lân luôn. Hàng chu tầm của chú anh chị. Lâu lâu mới lên được một con kỳ lân đẹp nha chú anh chị. Chung này lên ba con này nó hơi chọi nhất nha. Giờ rồi cây mai vàng dáng thú kỳ lân mã số 5. Em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 9.500.000. Em bao ship của chú anh chị 200 km nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ. Em xin mời ạ. Giờ rồi bước vào cây mã số 6. Và cây mã số 6 là cây mai vàng lùng lực của chú anh chị. Cây này cũng đang lên xù rất là nhiều nha. Cây này bể xù lắm 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 rất là nhiều của chú anh chị. Cây một cái dáng có một dáng thế rất đẹp của chú anh chị. Cái mình nó sắn nó dặn của chú anh chị rất đẹp luôn nha. Cốt cành đóng chuẩn luôn, cốt cành to lực nha. Ngồi em đo cho chú anh chị tham khảo nha. Ngọn chủ ngay chốc luôn, nó dáng thế giống như một con thú nha. Hơi lai lai thú của chú anh chị. Rồi em xem một vòng nha. Cốt cành to lực của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Cây này có một cái cành lá rất đẹp nha. Có đó cây đó có thể cắt ngắn lại chút xíu vẫn được. Tại em thấy lá bay bay đẹp đẹp quá, em để cho chú chị luôn nha. Em mua bán lúc nào cũng cắt thủ cho chú chị hết trơn. Bể xù dữ lắm của chú chị. Cây này tương lai lên xù dữ lắm nha. Đây, bể xù hết trơn luôn. Bung xù hết trơn luôn của chú chị. Quá đẹp luôn. Rồi, em cho anh xin số em ơi.
Chiều cao 52. Đường kính bầu là 67. Đường kính bầu 67. Quỳnh Thân là 54. Quỳnh 54, em đo góc cạnh mình đi. Út Chi này là 22. 22, to lực của chú anh chị. Út Chi bên đây là 28. 28, cái ngọn lên em ơi. Cái ngọn còn 22. Cái ngọn còn 22. Cây sạch sẽ không theo dít của chú anh chị. Em đo hạo có một cái cọng rễ cho chú anh chị tham khảo em. Không nói to lực luôn. Rễ này là 16. 16, rất là to luôn chú anh chị. Em xem đem ơi. Cái này của chú anh chị về rất là mau chơi nha. Cốt cành đóng rất đẹp luôn, đóng chuẩn luôn. Mặt này rất đẹp của chú anh chị. Thân nó dặn như giống như cây sugi vậy đó. Quá tuyệt vời luôn. Cây nhìn ở ngoài thực tế ngoài là bao khuê luôn của chú anh chị. Rồi em ôm góc mai cho chú chị tham khảo em. Dữ lắm, đẹp của chú chị ơi. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 6, mai vàng lùng lực mã số 6, em xin mạn phép giao lưu với cô chú chị. Giá 39 triệu nha. Em bao ship của chú chị 200 km à. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 6 cũng là cây mai cứu clip. Dạ cứu clip, em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Còn chú chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho cô chú chị nha. Vậy rồi em xin chào quý chú chị, hẹn quý cô chú chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.